Tại buổi lễ, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Lê Văn Tuyến, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận đánh giá cao những cống hiến của Đại tá Lê Văn Tuyến trong thời gian làm Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, đã cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Nhất là đã chỉ đạo xác lập các chuyên án, kiên trì điều tra triệt phá những đường dây làm xăng giả và lâm tặc hoạt động trên quy mô lớn, phức tạp liên tỉnh. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu trên cương vị mới, đồng chí Đại tá Lê Văn Tuyến tiếp tục phát huy những tâm huyết, kinh nghiệm, thành tích đã đạt được, tiếp tục chủ động cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đoàn kết quyết liệt chỉ đạo toàn lực lượng thi đua thực hiện tốt các mặt công tác, đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Đắk Lắk trong sạch vững mạnh, xứng đáng với vai trò vị trí đi đầu, nòng cốt trên mặt trận đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, an ninh biên giới, tất cả vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.